Cặn bã ký ức, tác giả Như Sanh. Người đọc Chiếu Thành, Ánh Tuyết. Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Chuyện thứ 125. Như một ngọn roi. Thọ tài như thọ tiễn, vì thọ nhân tài ắt phải cứu nhân tai mà biết mình có kham nổi chăng. Người xưa rất dè dặt trong việc thọ nhận tài vật của người khác tặng mình, vì thông thường mỗi tặng phẩm đều có ngầm đặt điều kiện. Người tu hành chân thật hiền lành cũng được đồng đạo giúp đỡ về vật chất, tuy không đòi hỏi sự thù đáp nhưng cũng ngầm khuyến khích tiến tu. Thế nên tác giả ví tặng phẩm ấy như một ngọn roi bắt buộc con ngựa phóng tới, và câu chuyện như sau: bác xem tặng phẩm đến với mình như ngọn roi quất vào mông ngựa, dục nó phải tiến lên. Bác không nghĩ tặng phẩm là một diễm phúc hãnh diện, mà xem như một động cơ thúc đẩy mình vươn lên thế nào cho xứng đáng với niềm tin yêu của người tặng. Bác thường trình bày quan niệm trên và từ chối các quà biếu của em cháu. Có một lần, một cháu mang giùm mấy mét vải của người quen gửi tặng bác. Bác không nhận, nó nài nỉ mãi: lỡ rồi, bác trả tới trả lui mất công quá, và người tặng cũng buồn nữa. Thôi, bác ráng nhận một roi nữa đi. Nghe nó nói có duyên, bác nhận thêm một roi nữa. Mãi đến nay đã 2 năm rồi cũng chưa có dịp cần dùng đến sách giải ấy. Chuyện thứ 126. Chớ lầm nhân quả. Có câu kinh như sau: người làm phải có khi mắc nạn, kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang. Trước cảnh trái ngang ấy khiến nhiều người hoài nghi luật nhân quả. Kinh giải thích: ấy là nợ trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Đúng như thế, nghiệp chưa sạch đành câu khổ báo, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Tìm hiểu chính xác về lý nhân quả 3 đời cùng sự liên quan chằng chịt lẫn nhau giữa những nhân và quả ồ ạt đến cho mình, để có đủ niềm tin sáng suốt gây dựng mùa vụ tới tốt đẹp hơn. Câu chuyện chớ lấy nhân này đắp qua quả kia cùng nói lên ý nghĩa trên. Có đứa cháu hỏi: thưa bác, con thấy nhiều người tu chín chắn, công phu dày dặn, sao hay gặp nhiều bệnh tật quá khổ. Ông chú con tu hiền tha thiết lắm, mà sao bây giờ ông bị tai biến mạch máu liệt nửa người. Hơi sao lạ vậy bác? Bác đáp: nè, đụng lấy nhân này đắp qua quả kia lộn xộn không đúng nghe. Dụ như ông nông dân Nga năm rồi làm ruộng nhiều, lúa dư cả ngàn dạ. Năm nay ông nghỉ làm, lo ăn nhậu chát tan, vậy mà cuối năm ông còn dư được vài trăm dạ. Không thể bảo rằng ông A nhờ ăn chơi phung phí nên có lúa dư. Còn ông B năm rồi không canh tác gì hết, năm nay túng thiếu nên ráng lo mướn ruộng thêm, tận lực cày cấy, vậy mà cuối năm ông phải vài lúa để ăn, vì mùa thu hoạch chưa đến. Mình không thể bảo tại ông B quá lo làm ruộng nên mới nghèo khó như vậy ha. Hãy xét câu nhân quả 3 đời. Phật dạy, muốn biết cái nhân đời trước nên xem sự thọ quả hiện tại, muốn biết cái quả đời sau nên xem tạo nhân hiện tại. Cổ tích Phật giáo có câu chuyện, một thanh niên nọ đến xin với vua Ba Tư Nặc để anh ta lãnh làm thịt dê cho trong hoàng cung dùng. Ở Ấn Độ, nghề làm hàng thịt còn hạ tiện hơn giai cấp nô lệ nữa. Vua hỏi: nhà ngươi không có nghề gì khác để sinh sống sao?
lại xin làm nghề đó? Anh ta đáp: Tâu bệ hạ, tôi nhớ lại tiền kiếp tôi làm hàng dê nên sanh lên cõi trời được hưởng phước rất lâu, mãn phước đầu thai xuống thế tôi cũng làm hàng dê, và sau khi thác lại sanh lên cõi trời cao hơn và hưởng phước gấp đôi, cứ như thế đã 6 lần lên xuống cõi trời và phước báo cũng tăng thêm mãi. Thế nên kiếp này tôi quyết theo nghiệp cũ để được sanh thiên. Vua nghe trái lý, mà chả lẽ tên dân hèn mọn lại dám dối vua? Vua đem chuyện trên hỏi Phật. Phật đáp: Tên hàng thịt dê ấy không nói dối, nó nhớ tiền kiếp thật, duy có điều nó không rõ nhân duyên nào được sanh thiên. Nguyên kiếp trước tiên nhờ có lòng thành kính cúng dường lễ bái một vị La Hán nên được phước báo 6 lần trở lại cõi trời vô cùng vui sướng. Đến kiếp thứ 7 này nó phải đọa địa ngục để đền trả sát nghiệp của nó. Nhận định sai lầm về nhân quả rất nguy hại. Thật ra câu chuyện này chỉ có tính cách tượng trưng chứ không có tính lịch sử. Người có từng gieo duyên với bậc thánh thì qua nhiều kiếp vẫn được sự nhiếp hóa âm thầm nào đó. Chuyện thứ 127: Mắt niệm Phật. Phật có 4 đại đức: từ, bi, hỷ, xả, lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho đời. Phật tử niệm Phật để nương theo lòng từ bi của Phật mà tu hành. Nay vì mắt bận niệm Phật, không thể hiện lòng từ bi, không dấn thân vào việc nghĩa nhân thì đó là một nghịch lý, khiến người khác phải thắc mắc. Như câu chuyện mắt niệm Phật dưới đây: Có cháu gái thích gần gũi quý vị cư sĩ lắm, bởi mấy vị nó cũng là cư sĩ. Một hôm mấy cô định vô thất niệm Phật, trong nhóm có một cô ngã bệnh, mấy cô kia bảo nó: Cô A bị bệnh, cháu rảnh nuôi giùm, còn mấy cô đây mắt niệm Phật. Nghe câu nói không ổn, nó đem chuyện kể với bác: Con rất sẵn sàng giúp đỡ mấy gì, mà sao con nghe câu mắt niệm Phật hơi là lạ, con cứ thắc mắc hoài. Sự thật, nó không rõ tại sao lòng nó cứ thắc mắc câu ấy, nhưng trong thâm tâm chắc nó nghĩ là người biết niệm Phật lẽ ra phải gánh vác việc nghĩa ân đó, chứ không phải mắt niệm Phật nên không nuôi bạn mình đang lâm bệnh. Nó lấy làm lạ là thế, có điều nó không lý giải được. Chuyện thứ 128: Sao không nhớ ở nhà trên? Buồn vui thường đắp đổi, trải bao lần đầy dơi, biết phải cười hay khóc, tan hiệp giữa dòng đời. Đây là những câu thơ của bác Hai. Trời còn có đêm, sáng tối nắng mưa, nóng lạnh đổi thay. Biển trần luôn biến động, những đợt sóng thăng trầm vui khổ nhục dinh dồn dập đến rồi đi, để lại trong lòng người những dấu ấn khó quên. Nhưng chúng ta có kẻ nhớ lại những việc không may thì mừng cho mình đã thoát qua cơn bỉ cực, nhớ đến việc may mắn tốt lành thì vui vì định mệnh vẫn còn ưu đãi phần nào cho thân phận và gắn đun bồi thêm nồng độ nghĩa tình. Kẻ ấy thường đến với hoa hồng. Có kẻ nhớ lại việc không may để buồn than số phận hẩm hiu, nhớ đến cái may để nối tiếc âu sầu, vì ngày vui qua mất như tên bay không trở lại. Kẻ ấy thường đến với bụi gai. Có câu tư tưởng: người ta thường chỉ cười được vài giờ mà có thể khóc suốt mấy ngày liền, vì ta phải nhờ kẻ khác chọc mình cười, còn chính mình chọc cho mình khóc. Câu chuyện Sao không nhớ ở nhà trên cho ta biết mình là đạo diễn vở tuồng đời của mình và có đủ thẩm quyền thay trắng đổi đen. Câu chuyện như sau: Một cô nọ có chồng và đã ra riêng.
mỗi lần nhà cha mẹ chồng có đám giỗ, cô đều mua đồ đạc đem về và về sớm ít hôm để tiếp lo cúng giỗ. Năm đó vì bận việc nên đến ngày chánh giỗ cô mới về tới. Vừa bước vào nhà trước, cô bác xúm lại mừng rỡ hỏi han, tỏ ý lo cho gia đình cô, chẳng biết có vấn đề gì không mà chưa thấy về, vân vân. Trước sự niềm nở ân cần của cô bác làm cho cô rất cảm động. Đến khi cô vô tới nhà sau, nghe dưới bếp sầm xì. Có mợ thì chợ cũng đông, không mợ chợ có bỏ không bao giờ. Đâu? May quá, tưởng năm nay chả có gì để cúng cho ra dẻ. Nghe những lời châm chích của chị em chồng và bạn dâu, cô buồn vô hạn. Chuyện qua rồi mà mỗi lần nhớ lại lòng vẫn xót xa. Người chị bạn của cô ấy gặp bác nói: con mong gặp bác để nhờ bác khuyên giúp cho cô ấy bớt buồn mà chưa có dịp. Bác nói nhắn: sao không nhớ chuyện cô bác ở nhà trên niềm nở cho nó vui, nhớ chi những câu châm chích ở nhà sau để cho thêm sầu hận. Chuyện thứ 129. Chuyện anh thợ đục đá. Ở chẻ đá đục một hàng lỗ nhỏ trên một phiến đá, anh bắt đầu kê lưỡi đục vào mỗi lỗ, dùng búa đóng nhẹ một cái. Anh cứ đóng qua lại như thế hồi lâu, rồi anh để lưỡi đục vào lỗ ngay giữa phiến đá, đóng mạnh một cái, phiến đá tách làm đôi. Người hàng xóm đứng xem ngạc nhiên nói: sao anh không để ngay giữa đục cái cho tách ra cho mau, cần chứ đục tới đục lui cho mệt. Anh thợ đá cười bảo: nãy giờ không có búa nào là vô ích đâu, nếu không có những lần đục trước thì chẳng bao giờ cái búa cuối cùng này tách tảng đá ra được. Các sự việc trên đời không đơn thuần, cái gì cũng có nhiều yếu tố hợp thành. Việc tu hành cũng vậy, tất cả các cố gắng trên đường lành đều đóng góp vào phút giây giác ngộ của hành giả. Tánh cố chấp vào một việc nhỏ sẽ làm mất đi hàng trăm việc khác. Chuyện thứ 130. Tình yêu. Tình yêu từ ngàn xưa đến nay đã làm con người rơi rớt biết bao nhiêu lệ thảm. Lắm kẻ vì tình phải mang vết thương lòng rỉ máu đến suốt đời. Do đó các nhà đạo đức dựng lên những rào chặn để bảo vệ con tim khỏi bị tổn thương, nhưng đồng thời nó cũng hạn chế sự nảy nở của con tim. Đức từ bi chính là tình yêu phát triển đến vô biên. Người Phật tử lấy từ bi và trí tuệ làm đôi cánh tung bay đến vùng trời giải thoát, chớ giặt hết lông cánh để phải bò lê trên đất. Vậy tình yêu có dứt được không? Mời quý vị nghe câu chuyện Làm sao dứt được tình yêu. Có một cháu nói với bác: bác hai ơi, con thấy đời sống của mấy bác thông dong tự tại, khỏi bị gia đình đùm đeo, con thích quá à. Nhưng chắc con theo không nổi đâu. Tu được ngày nào là hay ngày đó à bác? Làm sao dứt được tình yêu hả bác? Bác đáp: nè, tu không có nghĩa là sống độc thân nha. Giả lại tình yêu là lẽ sống, sống không có tình yêu như cây khô hết nhựa. Tình yêu không phải là xấu đâu con. Có điều nếu nó chỉ quẩn quanh trong khung sườn dị ngã, ích kỷ nhỏ nhen thì mới bị đảo điên phiền não. Rồi bác giảng giải thêm rằng: tình trường đầy dẫy thi hài. Ngược lại nếu nó vươn lên vùng trời cao rộng bao la, người ta sẽ trở nên vĩ đại với nó. Tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, nó không nhằm vào một đối tượng riêng lẻ nào. Yêu khắp muôn loài, khắp chúng sinh. Đời được chia làm hai nửa, một nửa là băng giá, nửa kia là ngọn lửa hồng, mà chính tình yêu là ngọn lửa ấy. Không thể diệt tình yêu được, phải nới rộng cho nó thành đức bác ái từ bi.
Thế nên muốn khỏi yêu một người đẹp, ta phải yêu cả muôn loài vạn vật. Do đó chúng ta không thể yêu riêng khách má hồng. Đến đây chúng ta sẽ thương được những kẻ khó thương, làm được việc khó làm và bỏ được điều khó bỏ. Bác hai vừa giải bày một sự việc quá với tầm dốc của mình, các em cháu thông cảm cho nha. Chuyện thứ 131, lặng tâm. Có nhà học giả chuyên nghiên cứu các sách vở dạy về nghề hàng hải vượt biển. Trong làng ông có nhóm người đi buôn bằng đường biển. Viên thuyền trưởng thường đến tham vấn học hỏi với ông về cách thức vượt trùng dương. Cả làng ai cũng phục tài hiểu biết của ông. Một hôm kia, hàng hóa xuống thuyền xong, sắp ra khơi, viên thuyền trưởng rủi bị bạo bệnh, không đi được. Nhóm hải thuyền đến cầu thỉnh ông giúp đi thay một chuyến. Trước sự khẩn cầu và lòng tôn trọng của mọi người, ông buộc lòng đi thế. Chuyến ấy không may gặp giông bão lớn, vì thiếu kinh nghiệm thực tế, ông không thể điều khiển. Thuyền đắm, mọi người thiệt mạng. Người xưa từng nhắc nhở ta nên nhớ câu: chánh kỷ quá nhân giả thuận. Mình làm đúng, dạy người là thuận. Ngược lại, thích kỷ quá nhân giả nghịch, không làm được mà dạy người là nghịch lý vậy. Điều này rất tai hại như vị thuyền trưởng nói trên. Làm sao cho biển tâm lặng sống? Đây là câu tham vấn về đạo lý tu hành. Biển pháp mênh mông, rừng thiền chớn chở. Nếu ta chưa rành, chưa bình lặng được sống tâm, chớ giải liều. Dù không bị thiệt thân như vị thuyền trưởng bất đắc dĩ nói trên, ta cũng rất bẻ bàng vì sự mâu thuẫn giữa việc làm và lời nói của chính mình. Và đây câu chuyện lặng tâm. Một đứa cháu hỏi: Bác hai, có câu rằng tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Làm sao được lặng tâm hả bác? Thì xem kinh đi, cháu xem cho kỹ, suy gẫm tận tường rồi tu theo được rồi. Cháu muốn nhờ bác có nhiều kinh nghiệm trong việc hành đạo chỉ giúp giùm cháu tu theo cho mau hơn mà. Giải được rồi, nhưng giải xong cháu hỏi bác hai được lặng tâm chưa? Trời ơi, kẹt cho bác lắm à. Dạ, cháu không hỏi gì đâu, bác cứ giải bài cho cháu đi. Thôi đi, dù cháu không hỏi bác có lặng tâm tỏ ngộ chưa đi nữa, bác cũng phải tự thẹn mình chưa ra gì mà còn dạy đời. Phận mình nếu liệu chưa xong cũng nên ngượng miệng chứ hồng dạy ai. Chuyện thứ 132, mò đồng hồ. Trong kinh Phật thường khuyên ta coi chừng chớ nhận giặc làm con. Đã bao đời do thói quen từ ý nghĩ đến việc làm của ta đều quay quần trong khung cửa lòng dị ngã, gây nên biết bao phiền muộn khổ đau. Do quán tính nên vọng tâm thường trở đi trở lại quấy nhiễu, khiến ta thành nửa Phật nửa ma. Các nhà làm xiếc tập luyện thú dữ rất thuần thục. Khi ra biểu diễn, họ để ý đề phòng tối đa, vậy mà lắm khi vẫn còn bị nạn. Ngựa phi ắt có hồi quay cổ,
thú dữ nên phòng lúc cắn người. Vọng tâm đến đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, lại thừa lúc ta lơ đễnh hay gặp cảnh ngặt nghèo nhảy vào xúi xử làm những việc quanh co. Chuyện mò đồng hồ là chuyện thật rất ngộ nghĩnh, cũng là một lời sám hối chân thật của một vị cư sĩ hàm ý cảnh giác cao. Câu chuyện được kể như sau. Có một ông ở Mỹ Tho, nhà khá giả mà rất hâm mộ tu hành. Sau một thời gian suy nghĩ, ông hạ quyết tâm giao hết sự nghiệp cho vợ con đảm trách. Ông đem theo ít tiền lên núi Sam Châu Đốc cất am tu. Ở đây, lâu lâu ông kiếm Trúc Nam đem xuống chợ đổi gạo, muối, tương chao, độ nhật. Đời sống ông thật an nhàn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, âm thầm mang lại một sự thử thách. Chồi lá của ông bắt đầu hư dột. Lúc trời đổ mưa không còn chỗ nào khô ráo để ngồi niệm Phật cho yên. Ông ngắm nghía ước tính phải có độ 200 đồng để lợp sửa chồi lại thì êm biết mấy. Nghề bán thuốc nam làm gì có dư được đến 200 đồng. Một sáng nọ, ông thả bộ xuống bến đá dưới chân núi với hy vọng coi có ai thuê làm công gì thì làm kiếm tiền. Tới nơi thấy mấy anh cu gánh đá ngồi chồm nhôm bên bờ sông. Ông hỏi: sao anh em không gánh đá mà ngồi đây? Mình mẩy ướt mém vậy. Tụi tôi mò đồng hồ ông ơi. Chủ ghe đá làm rớt cái đồng hồ vàng, ai mò được ông chủ trả công 200 đồng. Chúng tôi mò từ sáng giờ cũng chưa được mà ông chết à. Nghe nói mướn 200 đồng đúng vào nhu cầu cần thiết của mình, ông nghĩ chắc trên trước hộ độ, bèn hỏi: vậy anh em có mò nữa không? Thôi thì để tôi mò thử coi nha. Tụi tôi lạnh quá rồi, lại mất hết bủ làm nữa. Ông cứ mò mò đi. Ông ta bảo chủ ghe chỉ rõ chỗ rớt đồng hồ, rồi cắm sào ngay đó làm dấu để lặn. Rất hên, ông mới lặn dài hơi đã bắt gặp đồng hồ. Liền khi ấy còn đang ở dưới đáy sông, ông chợt nghĩ: cái đồng hồ vàng cho có 200 đồng, rẻ quá, mình phải kèo thêm mới được. Thế rồi ông giấu đồng hồ dưới gốc sào, rồi trồi lên phân bua ngã giá. Ông chủ ơi, người ta lặn hồi sớm giờ không có được, tôi nghèo quá nên ráng lặn, nếu mò được ông cho thêm đi. Nếu mò được tôi cho ông 400 đồng đó. Mừng quá, nhưng không lẽ lấy lên liền. Ông làm bộ lặn xuống trồi lên mấy lần, câu giờ hồi lâu mới đem đồng hồ lên giao cho chủ. Lấy tiền xong, tản bộ về chòi, lòng thấy hổ thẹn. Ông tự trách: mình đã bỏ sự nghiệp đi tu, bây giờ chỉ hơi thắt ngặt một chút, gặp cơ hội thuận tiện lại khởi tâm quấy. Nếu muốn 400 đồng thì đổi trước đi, để khi mò được rồi còn làm bộ cắt giá thêm nữa. Bao năm qua tu cái quái gì đâu. Ông đạo mò đồng hồ tự hối và thố lộ với anh em đồng tu như là một cách sám hối vậy. Chứ điều ông ta nghĩ thầm trong bụng lại đang lặn dưới nước, có trời mà biết. Chuyện trên cho ta thấy việc chánh tà chỉ cách nhau có một đường tơ. Đức Phật từng khuyến cáo: các ngươi chớ tin tâm mình khi chưa chứng quả A-la-hán.